Này rất đẹp này. Gì à? Nó sáng, rồi, sáng chưa? Ừ. Sáng mà hôm nọ con bé thì nó soi cũng sáng. Ừ. Lành nhỉ. Màu nó gọi này, loại này vẫn chưa phát lửa đâu. Đâu? Cái loại phát lửa giống như kiểu của chị nhà bên dưới. Có loại nó sáng. Chị đấy cũng nhận đấy à? Đặt lên nó sáng. Chị gái mình đấy. Chị dâu ấy. Nhìn lên rồi. Cháu lấn vào đấy không rửa à? Rửa chưa? Ừ. Đây nhà ngôi nhà sàn này các bạn đang làm một cái nhà bê tông này. Đây cái đá mà chị bảo giới thiệu đây trong lọ này, à, một cái chai với lại một cái lọ kia này, cái cà này. Ôi nặng thế nhỉ, cái này mấy cân đấy nhỉ? Một cái pép này 3 cân đấy. À, cái này là cả nước. Cái này cả nước này. Nước để ngâm vào cho giữ màu. Đấy, rất nhiều luôn này. Ở đây thì mỗi chị này chị nhặt thôi chứ còn dân bản trên này chả ai nhặt. Không nghèo đâu, nhặt đá quý ai bảo nghèo. Nhìn đá này đẹp nhỉ. Đá đâu ly ấy. Đá mà. Chai. Đây là cái gì? Nó bào mòn. Hả? Thủy tinh. Là. Chảy hả? Ừ, sao mà nặng thế? Nặng mà cả đôi chắc 3-4 cân đấy cái đấy. Nước có gì đâu, một tí thôi. Nhưng mà cái nặng đá này nó cũng nặng mà, có phải nó không nặng đâu. Chủ yếu nặng đá thôi. Đá quý, dòng đá quý nó nặng. Thủy tinh mới lửa. Cái đấy cắt nặng hết. Hay mà. Nhí như ninh đạn cơ mà. Hôm nào lấy sàng đi sàng. Dễ nhặt hơn. Lấy cái chậu ấy nhỉ? Viên to à? To đâu. Có cả xi này, hàng cứng này. Cũng nhặt ở đây à? Nhặt đấy đây. À đây có cả xi à? Có. Xi có đây này. Mà để bên núi này ai ít tiền nhỉ? Đẹp nhỉ. Có nhiều màu. Nành tít nữa. Lấy cái phân loại ra, cứ để cái nào nó to thì mình cứ để riêng ra. Đây trong này hạt to này, rất đẹp này các bạn. Đây ngọc hồng lựu này. Đây cái này to. Đây hàng cứng, đây ruby ấy. Ruby à? Cũng nhặt ở đây à? Úi. Mất rồi. Đây mọi người. Sai hồ gì? Mình muốn ăn mừng cá cả. Ruby ở đây thì nó hơi thưa. Nhưng mà được viên nào viên ấy màu đẹp lắm. Lấy pì chưa à? Sáng phết. Có phải là đất mình ngay chỗ mình ở không có đâu, chẳng qua mình không biết đấy chứ nhỉ. Có mà chịu khó nhặt có mà. Ở dưới sông này đầy ấy mà. Đầy mà. Đây này, loại này gọi là dòng phát lửa này. Cái loại đỏ soi cái này. Đỗ lành sạch này, loại này cắt rất đẹp này. Không vỡ nhỉ, nhưng mà nó bé quá nhỉ. Một ít bên đẹp, cạnh. Bên này to đẹp. Cái này kiểu này nhấn là vừa nó này. Nó nhiều loại mà lại to lại nhỏ. Nên không cái này nó làm ở ngay cái viền ấy, viền cạnh. Thôi chịu khó nhặt để ít nữa. Nhưng mà cái đống này to phết đấy nhá nhỉ. Để ít nữa làm quả nhà này nó đẹp đẹp tí. Thật đấy nhỉ. Quả nhà đẹp đẹp. Được quả này thì cơ mà. Được quả này làm đẹp rồi. Đẹp thì khỏi. Đúng rồi. Ủa quả này ấy mà. Này mấy trăm triệu vậy. Quả này đỏ lắm nhá. Anh soi cho. Bên trong ấy. Bên này đỏ mà. Quả này loại phát lửa đấy. Nhìn bên trong. Em soi một cái. Bên trong nhìn bên trong nó biết rồi. Đấy. Dòng phát lửa này mới có giá. Đấy, bên trong không vỡ luôn. Để quay cái mặt kia này. Không vỡ luôn. Cái này là được một mặt nhấn rồi đấy. Mày soi bên kia nó mới sáng rồi. Không vỡ. Này. Đen. Đẹp quá đẹp. Đẹp. Chính đỏ chị này chị nhặt được nhiều này. Găm nhiều. Nhiều viên đẹp. Nó lấy 6 trụ. Lên nè. Chị. Soi bên kia này. Soi bên kia này. Viên này như không phải Garnet đâu. Lấy thì hay mà. Xì tím ấy. Xì tím ấy. Mày dơ thế mày soi mà. Dòng này giống dòng xì tím. Ồ đẹp nhờ. Bên trong đẹp nhờ, hồng mà. Không phải cái loại lửa đâu ạ. Nó hồng. Em soi cái kiểu này xem nó có da màu gì ấy. Xanh nhạt. Sapphire.
Những cái viên này để riêng nha nha chị nhá, em nhá. Đừng có... Ơi, từ từ đã. Những viên này mà bán lấn theo các bạn kia là đi không. Xét lấy tay nhận. Mì. Cho cậu xem viên hàng sao. Đây có hàng sao đấy. Đây không có sapphire, đây có sapphire toàn hàng sao. Nghỉ làm nhưng đi làm kia thôi. Viên này đó làm cái này được đấy. Làm nhá cần quá, nhìn mặt giả cục. Cái này mài được này đúng không? Thì siêu mài được này. Nhưng mà nó có cả thầy anh Hùng này. Cái này nhiều không? Cái này xuống nhiều. Sao kia nữa? Phải, bán làm nhá nhá. Hôm nay mình lên nhà chị này rất nhiều đá quý các bạn. Chị có thời gian chị hay nhặt đấy. Chứ còn dân bản ở trên này thì không ai nhặt các bạn nhé. Mỗi chị này, chị nhà này, chị chịu khó nhặt. À, chị dành được rất này nhiều. To nhờ. Có những viên mà mình thấy ở đây, có những viên rất là đẹp luôn. Viên này đẹp luôn. Viên này mà to xem. Viên này mới là đẹp này. Nhưng ai dính nó rớt vào đây ngó. Mỗi tôi nhỏ, với em mở nhỏ. Và đấy là bằng ngón tay. Mất điện như bản quy ninh nhỉ mày. Ngón tay thì... À đây, đây là dân tộc Dao à, toàn thấy nói tiếng Dao đúng không? Dao. Tiếng này tiếng Dao. À. Bên này anh bên kia xem. Nhưng mà bên đấy đi đường nào anh? Đi qua đi sông đây. Màu hồng có cái đường xe máy đi. Xe máy đi quốc lộ 70.